viên này, người ta không sợ hãi, người ta người mình phải làm, mình muốn làm cho người dân hết sợ hãi, nhưng mà bản thân mình lại sợ hãi. Không phải sợ hãi. Thôi cái đó có khi là em về, không cái đó có khi em về họp anh chị em nói nhé. Hoặc là em không nên nói ở đây, em không nên nói ở đây. Không thì mình đi ôn hòa đi bộ dạ phố. Của hai thằng cháu này bị không, đây là những người không phải con người cho nên họ rất là sợ quyền con người nhé. Họ không phải là con người cho nên họ rất sợ khi mà nói về quyền con người. Thank you.